Mới học ra tiệm nha. Công nghệ cao em quay lại công nghệ thấp một chút. Rồi, bữa chúng ta học hết tuần thứ nhất đúng không? Hết tuần thứ nhất thì chuyện gì xảy ra? Thành thành về cái gì đây nhỉ? Cái này là cái gì đây? Cái ngày thứ năm thành thành cái gì? Nhớ không? Cô gì? Chị dâu, cô nàng cái gì? Cô nàng, ha, đây là cô nàng. Ngày thứ năm có cô nàng ha. Rồi, còn tới ngày thứ bảy nó lăn không? Người vô, nó được đẩy vô ha, được bò bóp vô, đẩy vô. Ha, cái cuối tuần thì sau đó thì sẽ xảy ra cái ngày xong cái bảy gì? Ở xung quanh cô nàng ta sẽ có cái gì nữa chị? Màn hồng xuống đúng không? Còn cái gì nữa? Còn những đồ hàng ha. Cho nên sẽ có cái chuyện là gì nữa chị? Nó sẽ thoát ra khỏi màn hồng xuống và nó sẽ đi vô đâu đó chị? Ở đâu? Nó buồn mình đi đồng hành với cô ha. Và sau đó sẽ làm tổ ở đây và kết thúc ở tuần thứ hai ha. Chúng ta sẽ có nó hình thành một cái đĩa phôi là phôi hai lá ha. À, trong tuần thứ hai tôi sẽ học hai chuyện này. Thứ nhất là chuyện làm tổ ha, phôi hai lá. Mục tiêu chúng ta có gì? Theo được thay đổi của nội mạc của cung, có nghĩa là phôi làm tổ ha. Nó nghĩa cái nội mạc là cái thời điểm thích hợp, ta gọi là cửa sổ làm tổ, thì nó mới chui vô nó làm tổ được. Chứ không phải bất kỳ thời điểm nào cái nội mạc của cung cũng sẽ làm tổ được. Và bản chất của cái phôi cũng vậy, nó phải thay đổi các tế bào của nó ha, cái bị khóa như thế nào đó, nó xâm nhập vào cho trong cái nội mạc của cung. Rồi, ta sẽ có thay đổi các lá đùi, các cái trường hóa rất bị hóa thành hai loại tế bào như thế nào. Rồi, ta đều sẽ tập của màng nhau trong quá trình phát triển ha. Ta nói một chút mình cứ ối lên ha, chứ còn nhiều cái phần nữa thêm. Rồi, ta sẽ có cấu tạo chức năng với nhau. Chúng ta sẽ mô tả một số trường hợp bất thường là ngộ ha. Càng ngày thì ta sẽ càng phát hiện ra được nhiều các cái chất mà giải thích được nhiều nguyên nhân tại sao khi có các bất thường làm tổ như vậy ảnh hưởng tới bà mẹ sau này. Ví dụ như các trường biến hiện dẫn dần, ví dụ như trong các bất thường hay nhận tăng trưởng vân vân, thì đó là cái hậu quả là kiếm được cái nguyên nhân cho bất thường từ sự xâm nhập của phôi vào trong bộ hành tử cung. Cuối tuần thứ nhất ha, đó là thứ nhất thì cô nàng dính vào bộ tử cung. Rồi làm tổ là cái gì định nghĩa ha, là phôi nó phải bồi mình từ vào trong bộ hành tử cung ha. Và dưới sự thay đổi của màng tử cung phát triển thích hợp cũng như là những sự thay đổi của phôi đồng thời sẽ phát triển các cấu trúc ha, để sau này nó quấn nhau màng nhau dây rốn và xoắn ốm. Thì tại sao có sự thay đổi của màng tử cung như thế này ha? Trong giai đoạn đầu tiên á, chúng ta nhớ là sao các chị, khi mà trong giai đoạn bắt đầu giai đoạn bụng trứng á, thì các cái tế bào ở trong cái lòng của cái vòi trứng thì nó sẽ sao, nó có hai loại tế bào đúng không? Một cái tế bào là tế bào lông chuyển, một cái tế bào là tế bào chi tiết. Tương tự như vậy trong nội mạc tử cung vậy, chuẩn bị là sẽ có gì? Các tế bào là chi tiết rất nhiều, rất nhiều mạch máu mang sinh nó sẽ dinh dưỡng cái phôi. Cái gàng đầu có nghĩa là nó chỉ chi tiết, chất tiết là trên đỉnh của tế bào thôi, thì đủ cho cái phôi nó lớn rồi. Nhưng mà khi nó dần dần nó lớn lên thì nó sẽ không đủ, nên buộc lòng cái phôi nó phải vùi mình vào trong cái nội mạc tử cung đó và nó tạo thành lẫn nhau. Thì lúc đó cái thai nó lớn lên đủ cái dinh dưỡng cái cấp cho nó. Rồi chúng ta quay lại cái hình này ha. Khi nào lúc nào cũng vậy ha. Khi học sinh lý, khi học mô hay là học phôi thì bây giờ ta quay tới luôn cái hình này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có tuyến gì trên đây các chị? Tuyến gì trên đây? Trong cái sát này là hát là tuyến gì? Tuyến hiền, đúng rồi. Ở đây đầu tiên chúng ta sẽ có estradiol và progesterone là tuyến ngoài. Ngoài, hai tuyến đẹp của chân tiết ra và tác động cuối cùng cơ quan đích của nó là ảnh hưởng lên cái gì bên chị của mạng tử cung ha. Nhắc lại chút xíu lúc đầu éo sắc ra bắt đầu tự tăng lên ha, và trong khi đó thì sụt giảm của cái gì cái chị estrogen và progesterone thì sao, hậu quả gì nội mạng sẽ bọc trong ra ha. Tức là estrogen và progesterone nó sẽ chuyển cái vai trò duy trì nội mạng tiếp tục ha. Rồi sau đó thì sao, em sắp lên ha. Rồi tiết kích thích các cái màng trứng nó sẽ tiết estrogen. Rồi khi estrogen sẽ tỉnh thì sao lên chị? Nó sẽ kích thích cái đỉnh gì đây? LH ha, và sẽ hỗn trứng ha. Và sau đó thì sao các chị? Đây, qua cái điều kiện này. Nếu như không có sự xuất hiện duy trì tiếp ha, estrogen nó sẽ sụt giảm xuống để là bị bong chóc và thành công ra. Nhưng ngược lại ha. Khi có thai thì sao các chị? Màng thể này nó sẽ được sao? Nó sẽ được duy trì ha. Estrogen, estrogen tiếp tục tiếp ra dưới tác động của một cái chất xuất hiện ở đây, thấy không? Thay vì chỗ này ha, nó sụt giảm số thì nó làm cái chỗ này sụt giảm hay không? Không phải chất gì lần, thấy không? Chất tên này lần gì đây?
nó sẽ đến ha, nó sẽ giờ sẽ tiết ra ha, và hậu quả nó sẽ ghi chi tiết cái lượng gì các chị. Estrogen và estrogen nên làm cho cái hậu mạng của cô làm sao không còn trong về ha, phần cơ chế của nó. Đây tôi quay lại cái lớp hậu mạng cho cô bữa nè, cái chỗ này lớp là lớp gì đây các chị, này lớp gì đây, lớp cơ à, lớp cơ. Ở đây ở hậu mạng của cô nó sẽ có hai lớp ha, bình thường các lớp chứ chắc là lớp gì, lớp chức năng ha, còn cái lớp này sẽ được sao như chị ha, như chị tiếp, như chị tiếp. Rồi thế thì cái lớp chức năng này ha, nếu như có thai nó sẽ không bị trong đây ha, không bị trong đây. Đây các cái này là cái gì như chị, nó tuyến tuyến ngoài các bạn cuối cùng ha. Rồi trong cái đại chế tiết là thì là sao các chị, nó tăng tiết ha, cái tuyến tiết nhiều hơn, các bạn máu tăng sinh ha, giải được máu ra. Rồi thầy bắt đầu từ ngày thứ mấy đây các chị, bắt đầu từ ngày thứ bảy nè ha, bắt đầu thứ nhất là thì sau khi khóa họng các bạn tăng xuống ha, thì cái khô nó sẽ sao các chị, nó sẽ từ từ đi vô cái nội mạc cuối cùng ha, nó sẽ từ từ vô, và tới ngày thứ mấy thì nó chui hẳn vô đây, ngày thứ chín thì chui hẳn vô. Thì khi nó chui hẳn vô thì nó sẽ tiết ra một cái chất gọi là gì, oxygen, để nó tránh cho cái việc mà gì phong chóc ở ngoài tử cung, vì gì tiết cái loại tử cung tiếp mà ta ứng dụng cái gì thì để làm gì, đúng rồi nha, đi thử thai và ta ai có kinh nghiệm ghê luôn à, đi thử thai đúng không chị, nên ta mới ứng dụng cái đó để tìm cách cái đơn giản nhất để quay thử thai ha, thấy không, ai biết xài chưa, biết xài chưa ha, ta mua cái que tao ta dùng vô cái tiểu bán người ta cái hũ luôn ha, tiểu vô cái hũ đó rồi cái quen dùng vô lên hai bậc nó có hai nha ha, tự nhiên là cái con bậc luôn luôn có một bậc được lên được không, cái bậc này luôn luôn lên là bậc chính, nó nghĩa là cái quen ok là hoạt động được không, nó khi mà lên hai bậc thì có hai nha, chứ tự nhiên mua cái quen thì dùng cái lên bậc không quá có ba hay phải ha, mới gần quen quá luôn luôn đặt là bậc chính rồi lên hai bậc ha, nó là cái chuyện ứng dụng. Ngoài ra cái HCG này còn ứng dụng trong nhiều chuyện nữa, xin lỗi. Cái HCG này nó sẽ còn ứng dụng trong nhiều chuyện nữa, có nghĩa là cái việc thay đổi, nếu như cái phôi nó phù hợp thì làm tổ ha, tức là sự phát triển của phôi tốt thì cái nhiệt độ tặng của HCG nó là nhiều, cứ hai tuần hay xin lỗi cứ hai ngày sẽ gấp đôi, ví dụ đây ta thử là 500 đơn vị chẳng hạn thì hai ngày sau nó sẽ lên 1000 đơn vị khoảng như vậy, thì ta chứng tỏ cái phôi nó phát triển tốt. Nhưng mà ngược lại cái phôi nó vị trí bất thường thì chẳng hạn, hay là cái vị trí phôi nằm không tốt chẳng hạn, tức là sự phát triển của nó không tốt thì cái tốc độ tăng oxygen sẽ khác nhau, chứ không phải máu chứ không phải là một cái que này, que bên tính á, cái định lượng ha, biết có bầu hay không thôi ha, thì chịu đi khám siêu âm để phân tích. Rồi thì chúng ta nhìn quay lại thì đây là cái này là gì đây các chị, thì là cái quả trứng. Rồi thì cái phôi nó bồi phần trong cái nội mạc tử cung nằm đây ha, thì chúng ta sẽ xử lý cái nó bồi phần vô, chúng ta sẽ thấy có ba cái vùng khác nhau ha, người ta sẽ thay đổi tên của nó. Thứ nhất tại sao ở đây người ta sẽ gọi là cái màng màng trụ, cái nội mạc tử cung á ha, khi mà cái phôi nó bồi phần vô thì vài cái nội mạc tử cung sẽ là màng trụ. Tại sao là trụ, tại trụ á tiếng Việt dịch vậy á, là bởi vì khi mà sắp nem bé ra thì toàn bộ thay vì sao cái thì bình thường là mỗi tháng á là cái lớp mà lớp chức năng á nó sẽ chấp ra thần kinh đúng không, thì đây trong trường hợp này cũng vậy, khi có thai người phụ nữ ta sinh ra thì toàn bộ cái màng trụ mình nó sẽ đi ra luôn, nó ra chung với bánh nhau luôn ha, ra chung bằng một trên ta gọi là màng trụ ha, nó sẽ rụng ra khi mà sắp nem bé, thì cái màng trụ ta sẽ chia ba vùng ha, cái vùng mà khi mà cái phôi nó bùi mình vô thì nhổ xác này ha, thì ta sẽ gọi là màng trụ gì các chị, đây là màng trụ đấy ha. Rồi xong rồi cái màng trụ mà ngay cái chỗ mà cái phôi lần tổ lên là nó được che lại, cái màng trụ nó che lại thì đó ta sẽ tên gọi nó là màng trụ cái gì, màng trụ bao. Còn toàn bộ những vùng còn lại ta gọi là màng trụ thẳng ha, cái tên nó vậy thôi ha, mà đến trong đơn ra tất cả những thứ này là màng trụ hết, tại vì sẽ được chóc ra hết, mà không chóc ra thì tuyến của bệnh lý không chịu chóc ra ha, chóc ra tại sao không chóc ra là gì, đây thì là cái chỗ cái màng trụ này mà còn gì cái gì đấy, đúng rồi, chỗ này màng trụ gì, thấy không, thấy cái chỗ này cái phôi là bùi mình cho màng trụ cung màu đỏ nè ha, sau đó là màng trụ cung nó che lên che lại ha, thì cái chỗ này màng trụ thì gọi là màng trụ gì, bao và còn nguyên tất cả các loại màng trụ cung còn lại thẳng ha, nhưng mà khi sinh cái bé ra thì toàn bộ cái lớp màng trụ cung này sẽ được chóc ra đi chung hết ha, nó là sẽ thay đổi của màng trụ cung, nó thay đổi của phôi mình sẽ có gì, chúng ta sẽ có thể thay đổi nguyên bào lá thôi cũng như sự thay đổi của phôi ha. Rồi
lá thư tế bào thì sẽ chia thành hai loại tế bào, là tế bào là cái lá thư, nó là lá thư tế bào và lá thư lòng bào ha. Thì sao nó nằm bên trong, lá thư tế bào nằm bên trong, nó chỉ có một chân thôi, giới hạn đó và còn có khả năng tế bào ha. Và cái lá thư thứ hai là lá thư lòng bào nằm bên ngoài nhiều nhân ha, nên dễ không đỏ và không lòng bào. Để chúng ta xem này, đây ở ngày thứ bảy ha, ngày thứ bảy sau khi phát vào mạng xuống thì sao, cái cồn bắt đầu nó dính vào cái nội mạng cồn qua đây ha, đây là cái máu này. À, máu của ai? Chắc là máu của mẹ. Nên lúc này cô chưa hình thành máu à, rồi có cái tuyến thì cô nằm đây. Rồi cái thứ thật sự của nó có như đây này. Cái chấm này nè, người ta mẹ khóc cũng đua cho ta xem á. Rồi điều này có nghĩa là gì vậy? Nếu như nó buồn mình đây làm tổ, nó có thể thấy được trên siêu âm không? Các cái xét nghiệm khác thấy không? Không, siêu âm thấy nổi, chưa thấy nổi ha. Cái chút xíu chưa thấy nổi, không to là thôi. Rồi nó dính vô, để đây chúng ta xem nè. Cái phần lá nuôi nè, đó là cái phần màu xanh. Thấy không? Màu xanh đậm, cộng với cái màu xanh lạc ha. Ở đây chúng ta sẽ có hai loại các bạn ha, cái bệnh lớn bên trong là ở đây chúng ta sẽ có lá nuôi tế bào ha. Những tế bào này sao các chị, nó chỉ có một nhân thôi ha, có một nhân thôi và nó còn khả năng tồn tại ha. Một thành phần thứ hai là do cái tế bào lá nuôi tế bào biến hóa ra, nó gọi là lá nuôi hợp bào. Thì lúc này chúng ta thấy cái thành phần này sao các chị, nó có nhiều nhân ha, kích cỡ nó bự hơn và nó sẽ xâm lấn cái nội mạc tử cung chui vô. Ở tới ngày thứ 8 ha, chui lẹ lắm cái gì không? Ngày 8 nó chui đường sớt rồi ha, còn chút xíu còn các bạn thôi. Thì càng ngày chúng ta thấy cái gì nó càng phát triển bự lên cái gì, các lôi nội bào nó càng bự lên, nó lan rộng ra ha. Và các lôi nội bào này nó vẫn nằm đây ha, song song đó chúng ta thấy cái sự phát triển của cô luôn ha, chứ không phải chỉ có sự phát triển của cái lá nuôi này không. Mà lại chúng ta học đó, học từ ngó chút xíu chúng ta sẽ quay lại cái hình này nữa, quay tới quay luôn vậy đó. Rồi tới ngày thứ 9 thì sao các chị? Và bộ phôi ha, nó sẽ bùn mình vào trong lòng mạch tử cung ha. Và cái chỗ này nè, cái chỗ ngay cái này là cái gì đây các chị? Cái gì đây? Cái đỏ đỏ thì là gì? Lòng mạch tử cung, đúng rồi. Thì nó sẽ sao các chị? Bích lại ha, nó bích lại cái chỗ này ta gọi rút lầm tổ ha, rút lầm tổ. Và tới ngày thứ 9 thì nó hoàn tất xong ha, hoàn tất xong. Rồi cái chỗ này là cái gì đây các chị? Nó nuôi âm bào ha, thầy là gì đây? Đã được cái bào ha. Rồi xong xong đó thì mình thấy nè, giữa cái lan thôi hợp bào nó sẽ có những cái gì đấy nhỉ, nó xoàn ha, nó xoàn. Và chúng ta thấy cái này là máu của ai, máu mẹ ha, hoặc máu mẹ nó không xâm nhập gì hết đấy, thì cái bào máu này nó sẽ đổ của các cái máu vô các cái sạc này ha. Rồi cây hình nè, cái đó hình dễ hình nhiều quá rồi ha, đẹp nhiều màu quá rồi, giờ tới nhìn ta tưởng tượng rồi đúng không, chỉ biết cái hồi nào đâu. Bây giờ cái này là gì? Đó, cái này dễ nhất nhỉ, cái gì đây hả? Đúng rồi, mô liên kết ở trong nội mạc tử cung nên mùi mình vô bỏng này cái gì đây, rồi mô ha, mùi nội mạc tử cung đúng. Rồi giờ cái phôi chúng ta làm sao, đây em làm đây nè ha, em làm đây nó đã mùi mình ở trong nội mạc tử cung rồi đó. Thì ở đây chúng ta thấy cái này là gì đây, cái loại gì lá nuôi tế bào ha, bỏ cái tế bào lên nè, thấy không, ở đây chúng ta có lá nuôi gì hợp bào. Và chúng ta thấy những cái lỗ nè, thấy sao ấy nhỉ, cái hình thành cái xoay hợp máu ha, xoay hợp máu này nó sẽ là sơ khai để hình thành sau này chúng ta có thấy các cái nhọn cái chúng rồi đó. Rồi chứ bình thường cái vị trí phôi lòng tổ nó sẽ nằm ở đây ha, cần nhớ là hai chuyện, thứ nhất là nằm trong bùn tử cung ha, và chuyện thứ hai là nó sẽ bám vào đâu các chị, chỉ đơn giản là ở lớp nội mạc tử cung thôi. Thế ha, không có đi sâu hơn, cho nên sau khi mà sinh em bé ra, sau khi thai được thoát ra ngoài thì toàn bộ tất cả nội mạc tử cung sẽ đi ra ha, tức là những cái dấu ấn vết, dấu vết gì của cái thai không còn nữa. Thế thì ta sẽ coi coi khi ta có các vấn đề gì trong quá trình làm tổ. Thứ nhất là sao các anh chị sai vị trí ha, đã phải nằm đây một nằm ha, nằm lang thang khắp nơi ha, nhưng mà khoảng chừng 95-96% nó nằm ở đâu các chị, ở vòi trứng ha, có thể nằm linh tinh ở khắp nơi ha, nó có thể nằm ngay chính xác cái tật eo rồi luôn ha, xin lỗi là kẻ luôn, hoặc là sao nó chạy vô bụng nằm luôn ha, lâu lâu sẽ thấy nằm trên ga hoặc buồn buồn nó nằm đâu ấy thì chui tọt xuống đây ha, lớp bụng cái cung có lẽ đi lẹ quá, có lẽ về nguyên tắc á nó sẽ có cái cửa sổ lồng cổ ha chị ha, có nghĩa ngày thứ bảy sẽ buồn lòng phải lồng cổ đó ha, nhưng vì một lý do gì đó đi lẹ quá chui tọt xuống đây luôn ha. Và nhưng mà thường thường á cái vị trí bất thường hay gặp trong thời điểm lần này nè, đặc biệt ở Việt Nam này ha, khi mà chúng ta ngủ quá nhiều á, ngủ xanh á ha, ngủ xanh ào ạt luôn thì hậu quả sao, nó bám cái bụng cũ là gì ha, tức là cái thường thường cái chỗ cái vị trí này nè,
vị trí chúng ta mổ lấy mẻ ra hai chiều sắp được. Nhưng bây giờ là hàm nó có bất thường là sao? Cái phôi nó sẽ di chuyển và tới cục này và bám lên. Cái nó sẽ thường gây chảy máu rất là nhiều. Cái cuộc ồn ào rồi là mình có việc, ta nghe nói không? Ta nghe nói không? Cuộc thảo bệnh cũ nè. Nó nghe, để sao mà bây giờ đi hàng cũng quan tâm đến cho thông tin gì. Nó nghĩa là cái cô này, ui xảy thai gì đó, thật ra thông tin đưa không chính xác lắm ha. Để truyền thông thường thường sẽ đưa tin theo một cái bên nào đó, chứ không phải tin cái máy đông nào của bệnh cái bệnh đó ha. Tức là thầy báo cái bộ cũ mà vô cái định đoán sau đó không ra nè, cái chồng cứ bỏ thai sao đó cái về mắc quyết gì đó hay có nghĩa là nếu chúng ta cần đoán ra cơ tự tìm chỉ những cái thai bình thường thì sẽ là nó sẽ làm gây chảy máu rất là nhiều, giống như những cái trường hợp khác hay ngoài cục khác vậy thôi nè. Bố ta sẽ quay lại cái chuyện đó. Rồi, tôi nhìn cái đối không biết là gì. Hay gì đây cái gì? Đó, thấy giờ vẽ nó giờ được thiền. Hay cái phôi đúng rồi, nhìn biết rồi ha. Cái phôi này ha, các mình rồi bắt đầu có mấy cái đầu chi này, tay đầu chân rồi ha. Các cái tập nó phải 7-8 tuần rồi. Tính thường cái phôi như thế này. Ở nặng đâu? Nặng đâu? Thấy cái này là gì đây cái gì? Cái gì? Không nhìn ra luôn hả? Thì cái loa vòi á, cái loa vòi á, khi mà nó bị bất thường á, khi mà cái thai nằm đây mà nó lỏng phù nè, nó phình lên, nó phình lên, cho nên tôi nhìn không ra này là mấy cái vòi trứng, cái loa vòi nè, mấy cái tua cái vòi trứng á, tưởng ra không? Rồi ha, để cái thai nằm đây, ha, rồi xong sao tao phải làm gì đây? Đúng, chị biết tao làm gì đây rồi? Đúng, cái cắt nguyên cái vòi trứng rồi, ha, vỡ ra mất miếng rồi, thấy không? Thì đang chảy máu ồ ạt đó ha, thì mình sắp sóc luôn rồi đó, thấy không? Rồi mổ ha, mổ cấp cứu cắt cái vòi trứng này đi. Rồi xong ta đang được mấy cái hình đẹp này ha. Bình thường là khó làm hình đẹp lắm ha, từ nó vỡ nó văng ra rồi đó chị, nó từ đâu cái nó bể nó văng ra là máu mé từng lúc nó đến ha, cho nên là cái hình này sau biết sao ta làm được hay thì rồi có trường hợp khác nó nằm đầu lên thì đúng là chỉ biết nằm đầu lên cuối cùng ha, cuối cùng xong đúng không, xong một trước sau thì chạy nè ha, sau rồi cái gì khi nó lớn lên luôn cái gì, cái gì khi nuôi cái thai phải hàng mấy tuần luôn, lại có những cô dễ thương lắm ha, khi không thai tới ngày nữa có chuyện đi khám đẻ đâu, khám chơi chọi lên ha. Rồi thì nguyên nhân sau đó chị, nguyên nhân thai ngoài thì cung ha, thường thì do nhiễm trùng ha, nên nó sự viêm chính cho nên ảnh hưởng tới cái lớp lân chuyển để chuyển động thì nó sẽ gây bất thường ha, thường gặp nhất là nhiễm trùng hoặc cái phẫu thuật ha. Rồi cô nó buồn buồn đó, ngày đẹp trời nó thôi ông chồng thì chán quá rồi, thôi gần nhà hai đứa con này, tức là đi chị sản, của chị sản xong xuôi hết rồi. Thế một ngày đẹp trời xong, cũng anh đẹp trai tới, kiểu chịu anh nó mà nó chưa có con, thế là thôi đi tối mọi chuyện lại ha, có con, cái là anh thay mày người cung, rồi khi tới tối là đâu có còn bằng thẳng nữa, ha, thì nó dễ ảnh hưởng thay mọi người cung hoặc các phẫu thuật vi phẫu trên mọi chứng, ha, uống thuốc lá nhiều, ta thấy cũng làm tăng nguy cơ đó ha. Mà thủ tinh trong nghiệm ha, nước nghiệm hay gặp lắm, có nghĩa là sao, chúng đặt cái phôi vô, nó có dụng cụ ha, và mỗi giờ sinh sản nó biết, nó có dụng cụ, ta đặt cái phôi vô đó thôi, không biết sao, có nhiều khi lúc đó bơm quá mạnh thì tọt ra ngoài bụng kính, chúng nằm trong bụng tử cung, ở luôn ha, và những cái tiêu chuyển hai cái phôi ha, cái phôi thì nằm trong bụng tử cung, cái phôi nằm ngoài ha, tức là cắt cái vòi trứng liền bên, còn cái phôi dọc như tiếp ha, vậy đó, thì tâm sàng thì vui lắm, rồi dễ dàng phóng sinh ha, thì một lý do gì đó bất thường tử cung chẳng hạn, sẽ gây ra các vị trí bất thường. Cái thầy bán hoặc cái bệnh lý thầy nghe nói nè, đạt của bạn tử cung nè, cái bệnh lý này nó làm ảnh hưởng tới sự co bóp của tử cung nên thường thường nó hay gây ra thai ngoài tử cung. Rồi còn chủng thứ hai nữa, tức là bình thường ta nhớ cái phôi nó sẽ bám đây thì bám nhau nó xâm nhập nằm ở đây đúng không, bây giờ cái nhau nó nằm đâu á chị, nhìn thấy cái này cái gì đây, cái cổ tử cung ha, tự nhiên cái bên nhau nằm che cái mít thì luôn ha, thì sao đẻ đúng không, chỗ tự nhiên cái chỗ đường con ta đang phương ra nằm rất kín lên luôn rồi, cho nên ta sẽ gọi đó là gì, nhau tiền đạo ha, có nghĩa là cái bình thường bệnh nhau á quen quá đặt đây ha, vị trí bất thường luôn thì ta gọi là nhau tiền đạo. Thì những trường hợp này thì sao thì để được không, không thì mổ ha. Và dụng thứ hai là gì, cái vùng cơ tử cung này nó sẽ mỏng hơn, nó sẽ gây cái thai nó sẽ chặt trong trưởng nó nhỏ hơn so với cái việc mà nếu như cái bệnh nhau nằm đây ha. Ví dụ thứ ba là sao đó thì mổ là chảy máu ha, thì cái vùng này là cơ tử cung nó mỏng, chúng ta mổ ra cái bánh nhau nó sẽ làm cho cái cơ tử cung xíu không tốt, chảy máu nhiều, và các nguy cơ nhập viện nào. Rồi dùng nữa,
Đây, hai đứa mẹ tôi nói nhá, chắc chắn bắt nhau sẽ nằm ở châu đó chị, chỉ nằm ở Ấn Độ mạnh cuối cùng mà thôi. Đó ha, thì có nghĩa là sao? Khi mà sinh em bé thì mới chọc ra chứ. Thôi là phải đụng mà, tên mà đụng mà, bây giờ không chịu, ha, không chịu. À, vì lý do gì đó ha, cái sự xâm nhập của bắt nhau đi quá cái độ mạnh cuối cùng. Ha, còn cái độ cuộc đi hết cái cơ cuối cùng, đi nó xâm nhập đến chút xíu vô cơ mà. Ha, thì cái tên cũng cái xâm nhập chút xíu vô cơ tên này. À, còn khi mà nó buồn buồn á, nó xâm nhập qua hết cái cơ tử cung luôn thì tên này là Greta, Greta, hoặc là buồn buồn nữa nó xâm nhập luôn cái bàng quang luôn ha. Ví dụ trong cái trước nó xâm nhập qua cái bàng quang luôn thì đây chúng ta sẽ gọi là Greta ha. Tên các bạn là tùy cái vị trí xâm nhập của cái bánh nhau ở đâu à, cái này chúng ta sẽ đánh giá trên slide ha. Tên nó là trọng càng luôn ha. Rồi tao quay lại cái hình này, tại sao thì chúng ta có nói về sự thất bại của lần phổi như thế nào ha, tức là 100 cái loại. Quay lại cái hình này ha, cái bảng này thì sao được thụ tinh rồi, thì có 16 em không được thụ tinh rồi ha, rồi xong sau đó đi qua được cái tuần zero rồi rớt lại nữa ha, rồi qua được tuần thứ nhất ha, vô tuần thứ hai thì chúng ta thất bại nên thêm mà đỡ bán được ha, thì lý do gì cứ rớt dần chết dần chết dần vậy ha, thì ta phải có rất có khái niệm là gì, yếu tố giúp cô đang làm tổ được thì đó là cái cửa sổ làm tổ ha, tức là mình đúng thời điểm, ngay đúng cái thời điểm đó thôi là sao, tại thời điểm đó cái estrogen này nó tăng sinh ha, và nó không ngăn chặn cái con chóc của bạn được không ha, và thứ hai nữa cholesterol phải tiết là đủ để là sao ức chế không cái tăng sinh nữa, một chuyện bây giờ chi tiết ha, rồi và sao phôi nang phát triển đến giai đoạn có khả năng dính dụ tử cung và kiểm soát cái này nó xuống, cái vì lý do gì đó là sao chị, ngay cái thời điểm đó phôi nang nó không phát ra được thì sao sao dính vô ha, thì nó không có phát ra thì sẽ không dính được vào màng tử cung, cho nên phải gọi cái kiểu là cửa sổ lạc hậu ha, và tới cái giai đoạn này sao đó chị nó đã rớt ra đâu hết rất là hơn trong một mình chọc rồi, nó không có dính được rồi ha, nó thất bại lần đầu ở đây, hoặc là những trường hợp khác chẳng hạn khi mà phôi nang nó làm tổ nó sẽ ghép đồng loại ha, đúng không, rõ ràng em bé làm sao đó chị, nó còn nửa của mẹ thôi còn nửa là của cha đó, nên cái sự ghép này nó ghép đồng loại thôi thì sao nó phải ức chế hệ miễn dịch ha, để cho xong chứ nếu không sẽ phải ghép, giống như ngay cả chúng ta đi ghép thận vậy đó, chúng ta ghép thận thì chẳng hạn thì sao cái trùng HLA, nhưng chúng ta vẫn phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch suốt đời từ lúc ghép cái quả thận các bạn ha, nên từ đây cũng vậy thôi, nó sẽ phải tạo ra ha cái chất để ức chế cái hệ miễn dịch của mẹ, chứ không là mẹ sao ui cái này bật lạ mà tổng đàn tổng đàn tổng đàn, nên ta thấy cái bầu sao cái gì cái này trên sàn thấy cái bầu đó mấy bầu sao có kho có cản được suốt rồi ha, ho sụ 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 hoặc là cũng cùng với con virus cũng có những người kia nó bệnh nhẹ nhẹ thôi ha, mà bà nằm đi dùng việc chiếu luôn á hạn hạn vậy, và cái chuyện này sao cái gì sốt thường thường những virus nào nó hay bị sốt á chị, quay ngược lại cái bài di truyền mình còn như vậy, khi mà di truyền mà chúng ta bất cứ di truyền không có nhưng mà nhiệt độ tăng lên thân nhiệt tăng lên do cái phản ứng hàng hạn sao nó gây ra dị tật thai, cái thời điểm này cái là điểm rất là quan trọng ha, thì mới vô thì bé bắt đầu hình thành các cái cơ quan cái dị tật thai thời điểm này do mẹ sốt này ha, do sự ức chế miễn dịch của cái thai nó ghép vô này và nó phải dùng dịch ha, xin lỗi dùng nạp miễn dịch với lại cái bào thai ha, nó lại phù hợp đi vô nó ức chế miễn dịch các cái tế bào đó nó phải hủy nữa, cái gì tưởng tượng không vô cái bào màng tử cung thì các cái tế bào nó sẽ nó giãn ra ha, tiết ra các chất để nó giãn ra xâm nhập cái vô đi vô, rồi thì thất bại làm tổ thì do di truyền đương nhiên rồi ha, nó bất thường di truyền bất thường cấu trúc số lượng có thể đương nhiên rồi, nó sẽ còn phát triển được đầy đủ để mà tiếp vô trong làm tổ, hoặc là bất thường với tình nguyên phân ha, ở đó thì nguyên phân tiếp nữa, hoặc là bất thường xâm nhập nguyên bào nuôi ha, có nghĩa là những cái bào nuôi đó xâm nhập một cái bất thường thì nó cũng không làm tổ được, không bất thường hoàn thể ha, có nghĩa là sao cái lượng nội tiết nó sẽ giới tiết đầu đủ ha, làm hoàn thể còn tiết đủ estrogen và progesterone được, hoặc các bất thường trong bất miễn nhiễm vân 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 vân, rất rất nhiều rất nhiều thứ ha, thất bại thì tôi thấy ấy, qua được cái giai đoạn thứ hai ấy, tôi còn bốn mấy em ha, mà sáu mấy em mà tiêu đời hết giờ rồi ha, đây chúng ta vẫn đồng nhất ha, thấy không, rồi quay lại ha, cái việc tuần đầu tiên thì sao đó chị, cô nó sẽ chịu bằng các cái chất ha tiết ra của nội mạc tử cung mà thôi, mà tuần thứ hai thì không đủ nữa nó sẽ sản xuất ra cái cấu trúc là ngang nhau rồi đây ha, từ ngày thứ 11 ha, ngày thứ 11 này thì sao chỗ này là gì đây các chị, này là gì đây ở bạn cho cô ha, rồi đây là gì đây lá đuôi hợp bào, đây là gì đây lá đuôi tế bào, rồi
chúng ta thấy đố anh chị biết mấy cái này là gì? Cái xoàng ha, mấy cái xoàng nó tạo ra này ha, và các mạch máu của mẹ sao sao chị sắp nhập vô, nó sẽ đổ cái máu vô đây này ha, và để làm sao lấy được cái đó để sẽ hình thành một hệ thống gọi là cái gì chị? Gai nhau, gai nhau ha. Thì chúng ta thấy cái gai nhau là đầu tiên là nó gai nhau một cột ha, đó là gai nhau đầu tiên. Nó thì sao đó chị? Ở bên ngoài chúng ta sẽ có này lá nuôi gì đây, hào vàng. Rồi cái lớp tiếp theo chúng ta sẽ có lá nuôi gì đây, tế bào ha. Thì cái này mới có hai cái loại thôi, cái dây cái gai này nè, thì ta gọi là gai nhau một cột ha. Rồi tiếp theo, rồi nó sẽ có cái chu kỳ ngoại phôi ha, chứ tôi sẽ nói ha, các bác sẽ chuyển từ cái chỗ tử vị này, cái chu kỳ ngoại phôi nó sẽ xâm nhập vô ha, ở đây là cái khoang này ha, tràng máu này, đây là lá nuôi gì các chị, hào vàng, đây lá nuôi gì, tế bào. Rồi lúc khi cái chu kỳ ngoại phôi nó sẽ chui vô đây, nó chui vô đây, thì lúc này nó sẽ có gai nhau một chuyện các chị, bậc hai ở ngày thứ 16 ha, nó sẽ lớn qua cái bụng của bà một xíu ha, nhưng một lần vậy là chúng ta hiểu hết được rồi. Như vậy thì sau đó bắt đầu tiếp theo nữa chúng ta có gai nhau bậc ba, thì lúc này sao các chị, các cái gì đây, cái này là cái gì đây các chị, chung quanh ngoài phôi nó sẽ hình thành cái gì các chị, biến hóa các mạch máu ha, các mạch máu ha. Như vậy thì gai nhau bậc ba ở ngày thứ 21 tức là hết tuần thứ ba mới hình thành, thì lúc này chúng ta sẽ có lớp ngoài cùng là gì đây các chị, lá nuôi, vào lá nuôi, tế bào và trung bì ngoài phôi lúc này đã hình thành các mạch máu ha. Rồi trung bì ngoài phôi thì nó sẽ biến hóa từ cái lớp tế bào bên trong, lớp tế bào bên trong đúng không, của phôi có nghĩa là khối tế bào bên trong, có nghĩa là trung bì ngoài phôi thay vì ha, là nhớ cái hình ban đầu chúng ta sẽ có hình thành hai lớp tế bào, trung bì lá nuôi với trung bì phôi, nhớ không, thì trung bì lá nuôi cái việc của nó sẽ biến hóa thành hai lớp tế bào ha, đây lá nuôi hợp bào và lớp tế bào. À, nhưng mà sao chu kỳ phôi nó sẽ có biến hóa thêm cái gì thì nó sẽ gì, đây cái phần gai nhau này ha, chu kỳ ngoài phôi thì nó sẽ đi từ chu kỳ phôi ha, cho nên xong trong cái chuỗi hồi sinh thiết gai nhau á, nếu như chúng ta sinh thiết gai nhau là chúng ta lấy được cái đống này được này được không, thì nếu như chúng ta làm cái kỹ thuật nhanh ví dụ như phết sẽ quy FDCA lia chẩn đoán nó là viêm đau chẳng hạn, hay là viêm đau chẳng hạn, thì nó sẽ lấy chúng ta cái tế bào này, hiểu không? Lá nuôi tế bào ở đây để làm chuẩn đoán. Nhưng nếu như chuyện này chúng ta nuôi cấy, ta làm cái tiếp thì cái tế bào phát triển tiếp ấy là tế bào mẹ. Được chưa? Tại tế bào mẹ có khả năng nuôi, à, những tế bào có khả năng nuôi. Cho nên trong trường hợp ví dụ như bị cảm chẳng hạn, các bệnh cảm thì có thể là sao? Cái phổi bình thường, nhưng cái lá nuôi bên ngoài bất thường, có không? Có. Chúng ta nhớ cái thuật của vi phân không? Có những cái tế bào thì nó sẽ bất thường với những tế bào bình thường chứ, tế bào thể khảm mà môi sức mà, cho nên sao nếu như trong trường hợp chúng ta nuôi cấy ha, kỹ thuật dài ngày karotip ấy, thì nếu như cái cá thể đó nó có thể khảm thì nó là cái đá mạng, thì có nghĩa là đồng nghĩa với cái gì, hầu như khả năng nha, còn số trường hợp khác sâu có tôi nói thì hầu như là sao, những cái tế bào từ phôi có nghĩa là phôi có khả năng nó cũng khảm, hiểu không? Nhưng mà ngược lại có thể là trong trường hợp chúng ta làm kỹ thuật nhanh, cái này bình thường chưa chắc là bình thường, tỷ lệ cảm chúng ta 1%, hiểu không? Trong quá trình nguyên phân mà thì có thể là trung quỳ lá nuôi bất thường, nhưng có thể trung quỳ phôi bình thường, chỉ có gì trong cell mass rất bình thường, ha. Nên chúng ta phải hiểu cái tên sẽ cái sự hình thành, chúng ta sẽ hiểu cái đó. Và còn nói về sâu về cảm, mấy cái tờ giấy cảm và test skill này, tôi còn phức tạp của tôi. Tôi biết cái này được rồi, ha. Rồi chúng ta sẽ hình thành lên hai cái đó là mặt đệm trơn, mặt đệm gai nhau. Thì nó vậy là lúc mới đầu cái phôi nó hình thành. Ha. Thì sao các chị? Thì toàn bộ xung quanh nó hình thành cái này hết, tất cả ha, cái phôi này thì xung quanh cái phôi nó sẽ đều hình thành các gai nhau hết ha. Nhưng mà sau đó thì sao nó lột từ từ đi, thì cái một phần đó, cái mạc đệm gai nhau á, nó hình thành bánh nhau á, thì mới còn cái gai nhau thôi, còn xung quanh nó không có, nó lột mất đi, gọi là mạc đệm trơn, cái mạc nhau như vậy ha. Đây, gai nhau bậc ba thì lúc này chúng ta thấy cái sao các chị, các cái mạch máu của mẹ này, thấy không, nó sẽ xâm nhập vô, à, sẽ đổ cái máu như cái quạt, ha, và nó sẽ trao đổi cái dinh dưỡng với cái phôi bên trong, ha, qua cái hàng rào, chứ nó không đi trực tiếp, rõ ràng ha, tức là máu mẹ và máu con không có trộn lẫn với nhau, ha, mà nó sẽ chỉ thẩm thấu thôi, nghĩa là máu mẹ vô, ha, đây máu con ở đây hai tách biệt hết, không có liên quan gì hết, trên mẹ nhóm máu A thì con nhóm máu B bình thường, không bị gì hết, ha, nhưng mà chút xíu chúng ta coi một số bất thường trong cái chuyện này. Rồi đây ha, cái mạch đệm gai nhau là cái phần này ha, nó chỉ còn nằm ở bốn phôi thôi ha, còn
toàn bộ xung quanh thì nó sẽ làm ảnh đẹp trơn đấy. Ở hệ thống cái này thứ 15 đây đầu này thấy không các chị, đây cái mảnh đẹp với nhau nó nằm ở phần này thôi, còn cái xung quanh nó sẽ rụng mất cái phần này đi các chị, rụng mất đi chỉ còn phần này mới có mảnh đẹp với nhau thôi, rồi ngày nhau nó chỉ phát triển ngay những phần với nhau thôi. Rồi bây giờ ta sẽ có một cái phần khác của bất thường ha. Khi bình thường ta sẽ có gì các chị, một cái loãng với một cái tinh trùng sẽ kết hợp lại với nhau phải có hợp tử bình thường, chứ những lúc vì một lý do gì đó thì chỉ có hai con tinh trùng nằm cái hợp tử thôi thì hậu quả những chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến phát triển bất thường của bánh nhau ha. Để ta coi ha, phát triển của nhau không phát triển của thai gì chưa, nó có hai con tinh trùng nằm giống thường giữa các cơ chế khác nhau ha, mà lấy đâu ra và khi mà có bất thường như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến chuyện phát triển của nhau thôi, và cái nhau là bất thường và nó chiếm khoảng 0.1 đến 0.5% các thai kỳ ha. Đây coi nè, đố chị biết ngày gì đây, gì đây, tử cung đúng rồi ha, đây là cái thai trứng nè, cái cắt tử cung luôn rồi ha, thì đây nè, đây là cái thai trứng này, có thấy không, nó là trứng là vậy đó ha, toàn bộ cái này là cái cái nhau bị thoái hóa nước ha, người ta gọi thai trứng, thai trứng nó rất to nè, trong chống lốc mang trong tiêu gì nè. Rồi cái cơ chế nó bị là do làm sao các chị, đây em này, cái này là em loãng ha, này nhân quen loãng ha, đó có em tinh trùng chưa vô ở đúng cơ chế không, nhưng biết vì lý do gì đó sao các chị, cái loãng này sao các chị, nó chết ha, cái này nó dâng đồ lên ha. Rồi hoặc là ví dụ khác là sao nữa, cái loãng này có mấy con tinh trùng chưa vô, có một con tinh trùng chưa vô, nhưng mà sao nó phân chia thành hai cái ha, cái mảng nó bị đâu mất tiêu luôn. Đây còn một cơ chế khác nữa là gì, cơ chế khác nữa là gì, hai con tinh trùng nó chui vô cái loãng ha, cái đỏ là cái này ba cái luôn, còn bất thường luôn ha. Thì mình sẽ gặp những trường hợp chưa biết đấy, nhớ không, chưa biết nó bị gì, nhớ không, cái bộ chiếu sức khỏe này sẽ là như 69 à, đó. Đây trên hình ha, đây là chúng ta thấy mấy cái ghe nhau này ha, cái ba nước này. Rồi ta sẽ qua cái câu chuyện tiếp theo, ghe nhau xong rồi tướng thắng hàng nó sẽ có nguyên phát và thứ phát ha. Đây lại quay lại tiếp ha. Rồi ngày thứ 10 là các chị lúc này sao, là tổ xong chưa, mùi mình vô trong chưa, xong rồi ha, ngày thứ 9 là xong rồi, thì xong xong cái sự phát triển của cái gì đây các chị, của lá đuôi tờ bào, lá đuôi tế bào ha, thì mình gọi phôi, thì lúc này là cái phôi là nó hình thành phôi hai lá, có nghĩa là phôi ở bên trong á, phôi ở bên trong nó đã phát triển thành hai lớp khác nhau ha. Một cái lớp ở trên chúng ta sẽ thấy là lớp gì đây các chị, màu xanh này nè ha, đây là tủ bị phôi ha, là phôi hai lá có hai lớp thôi, rồi lớp dưới sẽ là hạ bị phôi. Thì ở ngày thứ 10 thì sao các chị, con thấy sao, những cái tế bào của hạ bị phôi là màu vàng thấy không, nó sẽ di chuyển ra xung quanh, di chuyển lên xung quanh, di chuyển lên xung quanh ha, và nó hình thành lên một cái lớp và xung quanh, và cái này là gọi túi nhuyễn hoàn nguyên phát ha, nó thành nguyên phát. Rồi tới ngày thứ 12 thì sao chị, nó hình thành xong cái túi nhuyễn hoàn nguyên phát này ha, nhưng biết lý do sao không chịu, nó thấy không được không được không được ha, nó làm sao các chị, nó lại hình thành cái phần lớp này sẽ thoái hóa đi à, nó sẽ hình thành nó lại mọc lên thêm lớp tiếp theo rồi, và rốt cuộc cái này mới là túi nhuyễn hoàn nguyên phát này ha, nên phần sẽ teo đây này ha, tiếp tục phát triển tiếp đó, phát triển tiếp và cuối cùng nó hình thành đây cái túi nhuyễn hoàn này là túi nhuyễn hoàn thứ ba, là cái túi nhuyễn hoàn mà chúng ta thấy các tế bào sinh dục nguyên thủy nó đi từ đây ha, nhớ không, tế bào sinh dục nguyên thủy, tế bào máu nó sẽ đi từ đây di chuyển vào để nó hình thành nên các tế bào sinh dục nguyên thủy và cũng như là tế bào máu hoạt động, và nguyên cái phần túi nhuyễn hoàn này ban đầu nó sẽ bị thoái hóa hết ha, và ta gọi tên nó là cái tên này nè, cái ông này biết động sao đó, đó. Tên cái ông phát hiện ra cái chuyện đó đó. Còn cái này nó cũng chả biết tại sao nó phức tạp gì nữa, phát triển từ đầu chạy luôn nghiêm chỉnh ha, thì thoái hóa và phát triển thêm lớp chả biết tại sao. Tới ngày thứ 13 thì người ta phát hiện ra chuyện đó là hoàn toàn xong ha, và cái phần này nó sẽ là cuốn phôi là cái gì, phần hồi nãy mà xung quanh cái màng này trơn á ha, phần này bên nhau ở đây sẽ thành cuốn phôi đó. Rồi chuyện tiếp theo nữa, trong quá trình này này chúng ta sẽ có là sự hình thành của khối ha, của sang khối. Rồi cũng nữa, lại quay ngày thứ 9. Cái ngày thứ 9 thì sao các chị? Vừa hình thành túi nhuyễn hoàn cũng như vừa hình thành sang khối luôn ha. Thì thay vì hồi nãy túi nhuyễn hoàn là cái lớp gì đây các chị, nó gì? Lớp hàm bị phôi, nó sẽ bị hóa ra. Bây giờ là sao? Tự bị phôi ha. Nó cũng sẽ di chuyển lên trên ha. Tạo một cái khoang ở đây ha. Và lúc này sang khối. Rồi cái khoang này sao? Nó được tế bào tiết ra, tiết dần dần nó sẽ lớn dần cái khoang khối này.
đây khoảng mỗi lần dần này ha, ngày thứ 4, ngày 15 như đây ha. Và tới thời điểm này là khoảng ngày 14 thứ nhất tuần thứ hai thì sẽ bắt đầu lên thành phôi ba lá, tuần thứ ba lên học xong cái phôi cái túi này sẽ bụi dần đó, rồi con bụi dần bụi dần đó, xong xong cái phôi nó bụi nó khép bên lại, lúc đó là sao vậy? Tại một cái phôi nó bao xung quanh bé ha, và tất cả các phần này phôi sẽ khép lại nó sẽ đóng lại rồi phôi đóng hết này. Rồi cái nhau này sẽ có hai phần ha, một phần bụng to là các bạn để cái nhau rồi nãy nhớ không, nó hình thành của cái gì các chị? Đã nuôi đầu tiên là trung quỳ ngoài phôi là thành mạch máu ha, và lớp tiếp theo là gì? Đã nuôi tế bào, nó là bào, còn mẹ là cái gì chị? Mạng giấy, cái phần cái cây nhau á, cái phôi nó xâm nhập vô nó nằm ngay sát cái đó nhớ không? Rồi hai lớp đó đây thấy không? Đây cái chỗ này là ha, mạng giấy này ha, cộng với lại thì sao? Mà để cây nhau nó sẽ thành cái bán nhau ha, đó, ở tổng thứ ba. Rồi và lúc này thì sao chúng ta chị? Cái màng ố này sẽ có mấy lớp, lớp trong cùng thì lại bé nằm trong, tưởng tượng được không? Thì cái buồng tử cung này bé nằm trong, chúng ta sẽ có bé bao quanh mọi cái gì cái gì, cái màng ối, ha, cái màng đệm, với lại cuối cùng là cái màng bụng, ha, nó sẽ có ba lớp và ba lớp này ha, sinh nó sẽ được chóc hết ra ngoài. Đây ha, đây lúc đẻ nè, sẽ có tử cung mở được hết rồi thấy không? Đầu bé chui xuống nè, ha, cái đường đi đẻ ra thì toàn bộ tất cả là cái gì, nó đi ra ha, sau đó một chút xíu thì sao? Cái bánh nhau sẽ chóc ra luôn. À, nó mang theo tất cả ba cái lớp màng này ra, còn nó còn dính lại là có chuyện rồi đó. À, nó dính lại không ra được là hồi nãy ta có gì cái gì? Trong cài động lực đó, nó dính ra được đâu ra đâu? À, trong cài động lực này là đó. À, nguyên tắc sẽ chặn đi ra. Rồi ở đây chúng ta sẽ có hai cái mặt của bên nhau thôi. Cái mặt này là mặt của ai cái gì? Mặt này quay vô ai? Cái mặt con thì đúng nè. Ha, à, còn cái mặt mẹ nó dính vào trong cái này cái gì? Lớp nội màng tử cung. Ha. À, đó có bánh nhau chóc trong nguyên vẹn là như vậy đó. À, chúng ta xem là mấy cái gai nhau thôi cái gì, không phải nó bị hóa thôi. À, rồi chúng ta coi trao đổi với mẹ và thai, trao đổi chất ha, bánh nhau là nó chứa 150 lít máu mẹ và thay đổi 30 phút ha, có nghĩa là sao? Cái phần cái xoang á, cái xoang cái lớp lá nuôi tờ bào á sẽ được bơm cái máu gì đó. À, cái ống xoang tất cả cái xoang tổng lại cho khoảng 150 lít máu. Ha, cái dinh dưỡng nè ha, và thải luôn, có nghĩa là phần đó, cái đi hầu hết các chất thải của thai là do mẹ đảm nhận hết ha, bánh nhau nhận cái dọn hết cho nên sao nếu như bé bị suy thận chẳng hạn thì chúng ta sẽ không có thấy có cái vấn đề nhiều, bởi vì sao hầu hết cái việc mà đảm nhận cái thải đó là do bánh nhau đảm nhận rồi, nó sẽ có một cái số cách khác để đánh giá cái thành phần của nó ha, ngoài ra trao đổi oxy và CO2 ha, cho nên sao đó chị nó luôn luôn sống trong cái môi trường kiếm khí. À, cái lượng oxy còn ít hơn bình thường cái bên họ, cho nên sao cái hồng cầu nó sẽ bị HBF, cái bệnh HBF nè, cái ái lượng oxy mạnh hơn thì bé đủ oxy để thở. Rồi ngoài ra bánh nhau ha, sau khi chúng ta nhớ rằng là cái hoàn thể, hoàn thể nhớ không, hoàn thể ha, do HCG tiết ra, thay vì hoàn thể sau khi mà tụt trứng khoảng chừng 12-14 ngày nó sẽ tiêu đúng không, thì bây giờ cái do HCG tiết ra ha, HCG tiết ra thì sẽ duy trì cái hoàn thể đến khoảng tháng thứ tư đến tháng thứ năm. Ha. Và sau đó thì cái tế tiết học môn nó sẽ chuyển qua cho cái vai trò bánh nhau, chứ lúc đó nó hoàn thành không đủ nữa ha. Rồi song song nó mẹ sẽ cung cấp cho nó một số kháng thể được ha, những kháng thể phân tử nhỏ nó chui qua được, thế giờ bây giờ người ta nói giống như từ nãy nãy rồi ha, bây giờ có một số cái điểm mới nó bất thường xâm nhập ngay nhau ha, bây giờ nó có những chuyện gì đó. Đây tôi quay lại cái này có bó của mẹ. À, con của mẹ nó nhớ không? Thì nó xâm nhập vô cái phần cái xoang thì những cái tế bào nè, ha, chloroplast nè, nó sẽ đi vô xâm nhập vô các loại máu của mẹ nè, ha, tức là chúng ta nhớ nó nằm ở trong cái xoang đúng không? Trung bình ngoài phôi đó, ha, nó sẽ xâm nhập một phần vô các loại máu của mẹ để làm gì? Để giãn cái loại máu đó, được ha? Chứ nếu như cái cặp máu bị co thắt nó nhỏ xíu gì này thì sao? Nó sẽ không cung cấp đủ máu cho em bé. À, thì nó bắt buộc nó sẽ để làm thành hóa, để vào thành hóa các cái mạch máu của mẹ. À, cho nên chúng ta ứng dụng được hai cái việc này. Thứ nhất chúng ta sẽ coi các cái thành mạch máu này nó có dạng tốt hay không. Và chuyện thứ hai nữa là các cái tế bào này, cho cục lá này nó xâm nhập vào đây, rồi xong nó sẽ bị gì? Chết, chết chuyển dịch và hậu quả nó sẽ phóng thích ra cái gì? Điều này chúng ta sẽ ứng dụng là cái gì? NIPT á, nhớ không?
có nghĩa là các xét nghiệm mà chúng ta sẽ phân tích các DNA ở ngoài tế bào của con để chẩn đoán xem bé có các bất thường về những chất thải không, mà thường dùng giờ ta đang làm được với chỉ số 13, 18, 21. Và quay trở lại giống như hồi nãy tôi nói, có nghĩa là trong trường hợp nếu như khảm hiểu không, thì có nghĩa là có thể là cái mô bánh nhau nó khảm, có thể bé bình thường. Nên chúng ta biết có thể tính bất bản chất của những tế bào là sao, nó đến từ bánh nhau. Nó y chang như là sinh thiết gây nhau, mà chúng ta lấy những tế bào bên ngoài chúng ta làm bánh nhanh vậy đó, chứ nó không có phải là những tế bào bên trong. Rồi cái chuyện thứ hai nữa, là sao, khi nó xâm nhập vô nó không có tiết ra được các cái chất giãn mạch máu được thì mạch máu sẽ bị co thắt. Co thắt thì dẫn tới hai chuyện, thứ nhất là chắc chắn là bé sẽ suy dinh dưỡng rồi, dinh dưỡng rồi đương nhiên máu đủ suy dinh dưỡng rồi, hai dòng máu dinh dưỡng rồi. Và chuyện thứ hai nữa là cái gì, một cái tiền sản giật, là cái gì, nó càng huyết áp trong thời kỳ vô hồn, nó sẽ kết hợp các cái biến chứng thời kỳ tổn thương cơ quan đích. Tổn thương cơ quan đích bao gồm gì, gan có, thận có, não có, não có thể xuất huyết não, gan có thể là chúng ta suy gan cấp, suy thận v.v. Và hậu quả là khi cái mạch máu này sao cũng làm cái này chẳng hạn kiểu co thắt chẳng hạn kiểu thông thường có thể chúng ta sẽ bị non tháng là do gì, mà chấm dứt thời kỳ sớm, các biến chứng quá nặng thì mẹ ví dụ như là khi mà có thai như vậy nó đâu bị mẹ nó bị tổn thương gan mà chứ không phải một lần để thai này để chấp nhận một cái bối cảnh bị non tháng rồi. Cho nên hiện tại cái xét nghiệm này nó đã làm được công bố chính thức là từ năm ngoái, năm ngoái là công bố chính thức là đã làm được hầu hết các bầu trên toàn thế giới. Từ bầu Việt Nam thì mới làm được khoảng chừng 3 tháng này, tôi đã ứng dụng cái chuyện này ha, tôi đã kết hợp với cái chuyện gì, ngay là những 1-3 tuần ta làm cái gì, cái cần bài test chúng ta đã học rồi nhớ không, hay chuyện ta học được bài test thì song song với cái chuyện lấy máu làm cái chuyện đó, thì sẽ làm thêm cái tầm soát thì sẽ dần dần nữa ha, bằng cách ta làm đo cái chất là VLCF ha, là cái tên đó, là cái yếu tố phát triển khác nhau ha. Nếu như cái chất này giảm thì có nghĩa là sao, cái sự xâm nhập của cái bánh nhau đi vô trong cái mạch máu của mẹ nó không đủ gây co thắt mạch máu ha. Nó sẽ có một cái bảng sàng lọc y chang như vừa cần test gì đó, có nghĩa là chúng ta nhập các thông tin vô, xong sau đó nó sẽ ra cái nguy cơ, y chang như cần test xem bạn này nguy cơ cao thì sẽ sản giật sớm hay nguy cơ cao thì sẽ nhập cuộc, nó ra các chỉ số ha. Tôi sẽ lấy các thông tin, thứ nhất là cân nặng và bầu có béo phì hay không, có tiểu đường hay không, đo huyết áp phải như thế nào, các chất đo trong máu nào, tiền căn của bạn sao, tiền căn nội khoa hay sao, tiền căn gia đình sao, đúng không? Các thông số nó sẽ được tính toán ha, điều chỉnh để cuối cùng chúng ta làm cái nguy cơ ha, khi một nguy cơ cao là trên 1% các chị, chứ không phải là 1/250 giống như chúng ta làm trong bài test, nhưng mà chúng ta sẽ lấy máu sòng sọc luôn giả các bạn. Và nếu như ha, thì đó là nguy cơ cao, chúng ta sẽ điều trị thọ. Rồi có cách nhưng mà điều cứ làm các chị, chứ không cách làm gì. Tại hồi trước ta đã làm này rồi, người ta chưa nghiên cứu được cái việc điều trị này thực ra có hiệu quả hay không. Thì năm 2007 này ha, ta công bố là cái việc này điều trị ha, uống thuốc này cho tới 36 tuần luôn ha, và nó sẽ hạn chế được khoảng 90% các loại hẹn mà bệnh tiền sản giật ở bác sớm ha. Nên cái này nó mới được ứng dụng thôi, thật ra là cái nghiên cứu để thử nghiệm lâm sàng là thuốc có hiệu quả hay không ha, mới cần thời gian dài để chúng ta đo biết đó, nghiên cứu trên mô hình nghiên cứu trên động vật, không nghiên cứu người thử nghiệm cuối cùng mới đưa ra ứng dụng lâm sàng ha, qua các bước của mình. Rồi một số bất thường khác ha, và có ví dụ như mẹ nó chết âm ha, mẹ nó chết âm thì đang nói nếu vô chồng nó xuất dương thì sao các chị, con là xuất dương thì hậu quả trẻ thứ nhất ok làm sao hết trơn đúng không, học sinh lý chưa à, đúng không, mẹ ok làm sao hết trơn. Trẻ thứ hai là sao, mẹ bắt âm thầm, tặng kháng thể ha, rồi xong sao các chị, gây đáng huyết tử con ha, đáng huyết cho thai kỳ lần xong chúng ta sẽ làm gì các chị, đây là gì, có nghĩa là có bầu ha, tức là dùng hồng ha, tức là chích hàng quy đê này cho mẹ này, thì ra 8 tuần ha. Cái này cái phát đồ chích này các chị thì tùy theo loại thuốc ta có thứ gì tay nữa ha, thì cái liều lượng thuốc thì như thế nào là sau sinh trong khoảng 2 giờ đầu ha, ta chích để mà hạn chế cái chuyện mà thì sau cái kháng thể, tức là nó tiêu diệt cái kháng thể trong máu của mẹ, thì kỳ sau nó mang thai trở lại thì kháng thể nó không tồn tại, nó không tiêu diệt nữa sau, cái việc chúng ta làm vậy ha. Hoặc là trong những trường hợp sau các chị, ví dụ như bạn có thai thì xảy thai thì các kháng thể nó vẫn đi qua, nó vẫn chích ha, nên làm phải tốn tiền nữa lắm ha, một cái mũi gì qua triệu mấy ha, có thể cái động thai khác đã chích ha vài triệu mấy ha, là cứ vậy đó. Tại khi mà động thai nó có sự chảy máu và có sự thông thương giữa máu mẹ máu con lại thì bị chích rồi ha, tốn tiền mà chúng ta đọc mối cũng bị chích, nó sẽ thấy cái nhau cũng bị chích ha. Cái gì khi bà này có cái thai kỳ mà bị ung thư nó chích bao nhiêu mũi luôn ha, trả tiền luôn á. Rồi
rồi chúng ta đã làm hết mọi thứ rồi ha, có nghĩa là xây dựng phòng đầy đủ hết rồi ha, đứng trước là bà thích đầy đủ hết rồi, quá nhiều tiền mà tốn rồi. Thế nhưng đứng sau là sao, tự nhiên hàng tám tuần ta suy âm, trời ơi sao biết khó quá trời luôn ha, chúng ta sợ số xét nghiệm nó phát hiện ra là kháng thể trong mẹ quá nhiều, có nghĩa là không khi điều trị thì nó chỉ hiệu quả chúng ta khoảng 90 mấy% các anh chị, 90-91%, 100%, không có gì 100% hết ha. Rồi nó lúc đó là sao các anh chị, nó buộc lòng lên truyền máu, cái gì chỉ thích cái thầy đó ha, nó truyền máu cho thầy, tại vì chạy những máu không đúng vậy đó, nên mình tiếp qua thì đúng, mình truyền máu cho em bé ha, phải có cách để định lượng, mình truyền bao nhiêu sợ giá lại, và cái chuyện mà quan trọng trong việc cứ ráng giữ cái nó lúc mà cái tên bê ra ngoài, cái bé ra ngoài đưa bé ra ngoài tên không được ha, điều trị cho nó, có những khi mình truyền máu tới 2-3 lần thôi ha, cái cứu sống được nó, chứ không nếu như bà này sao đó chị, bà không giữ được này, cứ sau đi chang vậy ha, lúc này kháng thể quá gì mình, mấy cái thuốc chích này không thua gì nữa ha, thuốc này là thuốc bà bé rồi. Lượng kháng thể nhiều chúng ta không đủ để chúng ta điều trị nữa, cái điều trị thì chỉ dự phòng thôi. Rồi một số cái mẹ bệnh lý nhiễm trùng ha, virus nó cũng sẽ gây lây lan thai qua lẫn nhau ha, ví dụ rubella ha, nghe hoài ha, nên là sao cái chích ngừa rubella ha, chích ngừa rubella không cần chờ cái bầu ha, luôn mà toxoplasma thì sao các chị học ký sinh chưa, chưa ha, toxoplasma nằm trong ký sinh rồi ha, đừng chơi mèo ha, mèo bầu là cứ chơi mèo, nếu chơi là thương mèo quá chơi mèo thì phúc tức ha, ở trong này rất là nhiều tức mèo ha. Rồi CMV ha, CMV là cái con cytomegalovirus ha, nó gây cho cái thai nó bất thường về gan, bất thường về não vân vân, nó bị lây nhiễm cho thai kỳ, và thường thường chúng ta ít bị lắm, sao dân chúng ta ít bị cái bệnh này và cho bầu lắm, sao nó ăn đi uống dơ dây hết người có thể hết rồi ha, nên ít khả năng bị hơn ha. Ta chỉ mất là hầu như chúng ta dân số kia gần 100% chỉ mất, thường thường nó sẽ chỉ mất như thế nào chị? Mấy cô nuôi dạy trẻ mà nhỏ nhỏ tuổi biết bầu á, ha, người ta cái tuổi chưa kịp kháng thể, biết đến tích nó hay bệnh á, ha, mấy cô nuôi nó, mấy cô nuôi dân nhập bỏ mẫu á, cái bệnh nhiễm ha, mấy cô bầu bị nhiễm. Bây giờ cũng đỡ rồi, nếu mà những như đặt sớm thì điều trị được. Hiện tại đã có thuốc, có nghĩa là chúng ta điều trị cho bầu uống thuốc để hạn chế cái triệu chứng tiến mà cái con CMV nó gây tổn thương não, như tổn thương gan, gan bé sơ sinh. Đó hết rồi. Cái phát độ nó đang thực hiện ở Pháp và tại Việt Nam cũng tương đối dài, thì dài được khoảng chừng khoảng 10 trường hợp ha, những cái ok ha, từ từ virus được ha, từ từ điều trị cái nhỏ luôn vâng. Mà hẹp press học chưa ha, mấy cái mụn nổi bóng nước ngứa rát đau gì đó ha, mẹ chỉ có làm được cái thai, cái này cũng không đáng ngại nặng lắm. HIV thì cũng vậy ha, hiện tại các chương trình điều trị dự phòng nó rất tốt rồi ha, hạn chế lây truyền cả con, các phương pháp hỗ trợ này nọ thì cái tỷ lệ lây từ mẹ sẽ còn khoảng 1% ha, dưới 1% ha. Rồi mà quay trở lại nha, thấy hiện tại cái này đang quay trở lại ha, rất nhiều ha, rất nhiều. Ngày xưa cái bệnh này giống như là nó bị nó thấy đau hết trơn, rất là hiếm ha, nhưng khoảng chừng 3 năm trở lại đây nó là bầu những giang mai rất là nhiều ha, nhưng mà rất là nhiều và nó lây ra thai ha, thì nó lây ra thai thì thường rất là nặng, thai nó sẽ bị tổn thương não ha, tổn thương não thường thường hay gặp trong cuộc tình cảm, tổn thương não ở thai lớn ha, khoảng 8-9 vài được còn mình ha, uống não uống thủy vân vân, nên cẩn thận ha. Sao đó chị, này cẩn thận sao bảo vệ biết không, biết chưa? Rồi một số nó chất quá có thể qua, có thể dính quá chẳng hạn, nha bọn hút thuốc lá, bọn chồng cũng hút luôn ha, còn giờ cũng hít tệ hơn nữa ha, uống rượu ha, Việt Nam ít gặp ha, uống Việt Nam ít ha, uống rượu Việt Nam rất uống rượu. Rồi heroin ha, heroin ta cũng hay gặp ha, ở vùng người trẻ ha, đi vô ba này nọ ha, xong rồi quan hệ không an toàn cái có bầu nó sẽ xuất phát các loại ha, vân vân. Rồi thì tóm lại ha, sự lập tổ nè ha, sự phát triển phôi đánh nhau sang mối đi đố, rồi chúng ta lại coi dở vậy ha, còn có mắt phải coi cái lịch ha, bắt đầu từ ngày thứ 7 đến chị ha, tức là phôi sẽ dính vào vùng cung ha, xong sau đó sẽ phôi vào vùng bạn tử cung, song song với sự hình thành của gì chị, hình thành của gì hay lắm, tế bào ha, lá lùi tế bào xin lỗi, phôi hay lá, rồi bị phôi với hạt bị phôi, rồi qua cái đến ngày thứ 9 thì sao đó chị, song song với sự hình thành của gì, của sang ối và túi nội mạc ha, túi nội mạc của hàng sơ cấp thôi, tức là đưa cấp thì sẽ hình thành sau đó nè, có tái hóa đi nè ha, và tới khoảng ngày thứ 13 ha, thì lúc này là túi nội mạc nguyên phát ha, sẽ hình thành, cái túi nội mạc nguyên phát thì thoái hóa đi ha, và hoàn tất quá trình hình thành các loại các cây nhau. Rồi tôi sẽ coi cái lần không biết nó có khi mình mới mở lên hay không rồi, không mở được, quay lại như thế.
này sẽ vân cắt này ha, vân thành quá chút xíu. Rồi chúng ta quay lại tiếp nè, thì sau các chị sau khi thụ tinh ha, nó có hợp tử nè, rồi hợp tử nó sẽ di chuyển tới đâu các chị? Vòi trứng ha, vòi trứng di chuyển lăn rồi gì các chị? Vừa phân cắt ha, vừa phân cắt. Rồi sau khoảng 24 tiếng ta có hai cái bạn ha, ta gọi cái đại lát cho mẹ có hai em thôi. Rồi sau khi tiếp thì tiếp lăn tiếp ngày thứ ba lăn đó ha, ngày thứ ba của mấy em bốn em ha, bốn em. Rồi sau đó lăn tiếp ha, lăn tiếp. Và tới gì nữa tiếp theo là giai đoạn gì rồi các chị? Ha, tám tế bào ha, lăn tiếp tới giai đoạn 16 tế bào phải có mùi gì? Mùi dầu ha. Đi từ xung quanh mùi trắng trắng là cái gì các chị? Mày trong suốt đúng rồi ha, cái mùi dầu ha, lòi cái dầu gì đó. Bữa chúng ta coi cái hình cái tiền sử luôn, một lần lòi này nè. Rồi xong tới cuối cùng là chúng ta có mùi nè ha. Rồi cái mùi nè cũng năm đến sáu điều này, nó sẽ làm gì các chị? Cái mùi nè sớm nè, đây cuối thời bên trong rồi các chị ha, đây cuối thời vào phôi bên ngoài, rồi nở cho phôi lát bên ngoài. Rồi phát các bạn trong suốt ha, tiền sáu bạn có thể dính vô. Rồi thấy không, dính vô. Rồi xong sau đó nó làm gì? Nó sẽ sinh thành các cái gì bên ngoài các chị? Cái bộ đó sẽ bị hóa là gì? Nó đun tế bào, nó đun lọc bào ha. Trong xong đến là lúc này thì sao? Cái khối đầu bên trong nó sẽ sinh thành hai lớp ha, là cái thượng vị phôi và hạ vị phôi. Đây vị trí thành tổ đó hôm nay. Đó là hạ, giờ nó còn lớp xếp của bạn thôi rồi. Ok đó đúng không? Cái này nó bị gì đúng không? Cái nào? Rồi. Tôi bà sẽ xin lỗi luôn, tôi bà lá rồi còn phải, tôi lá chưa học không sao, quay lên lại chưa luôn. Không quay lại rồi, tôi nhớ rất là tận tiết luôn mà. Nói chính cái này nó nghiêm luôn rồi, nó nói luôn rồi. Rồi tôi bắt đầu lột tổ mày thứ mấy? Sáu bảy, quá giỏi. Lá đuôi tế bào bắt đầu được hình thành ngày thứ chín thụ tinh đúng không? Đó là hạt càng nhau thai đúng không? Ở tế bào nguyên thủy đúng không? Thành bằng đụng đúng không? Ở lên phần vú phôi đúng không? Nào đúng. Hay là nhau thai có đầu cái thiệt có không? Không, mạch đụng có không? Không, có phần vú phôi không? Có chứ. Đó. Rồi gai nhau bằng gai nè, từ đầu là cái gì? Nó nuôi mạch bào, nuôi tế bào cho mình ngoài phôi, nó nuôi tế bào cho mình ngoài phôi nào. À, rồi đó rồi, trong mấy câu vui vui vậy thôi, đổi một tiếng.